Ok, hello anh em. Rất vui vì được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat trên kênh Game Today. Phần đầu của clip, như thường lệ tôi xin được dành những cái lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung đã donate cho kênh qua hình thức Super Chat ở trên YouTube. Ngày hôm qua thì anh em Quang Trung cũng donate cho tôi. Hôm nay anh em Quang Trung cũng donate cho tôi. Không những thế, anh em Quang Trung còn nâng cấp cái gói hội viên lên cái gói siêu cấp hội viên, khiến cho tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Cảm ơn anh em Quang Trung rất nhiều. Cùng với đó, tôi xin được cảm ơn anh em Trần Minh Nhật, anh em Nguyễn Nam, anh em Vinh Jun, anh em Phúc Nguyễn, anh em Bùi Đình Tuyển và anh em Bình Trần đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Trong đó là có anh em Trần Minh Nhật. Anh em Trần Minh Nhật là anh em dùng hai cái ạc của YouTube để đăng ký hội viên ủng hộ tôi. Là một người đam mê về Auto Chat thì anh em Trần Minh Nhật cũng có cái mong muốn giống tôi là đem cái bộ môn Auto Chat này phổ biến tại Việt Nam, giúp cho nhiều người tiếp cận được hơn với cái con game cực kỳ là hay ho và hấp dẫn này. Auto Chat phải nói thực là rất là hay. Đấy, nhưng mà cái độ phổ biến của nó thì không phổ biến cao, bởi vì cái độ khó của nó cũng như là nhà sản xuất, nhà phát hành, cái chi phí marketing bỏ ra là nó rất thấp, nó rất ít, khiến cho ít người biết. Anh em thấy là có bao giờ anh em thấy là có cái quảng cáo ở trên YouTube không? Chắc chắn là không. Đấy, thường là cái bộ môn này này, thường là nó sẽ phổ biến là nhờ qua các cái kênh của các YouTuber hoặc là các cái kênh của streamer. Còn cái việc quảng cáo mà để chạy quảng cáo ấy, là cái nhà phát triển họ phát hành cái con game này ở Việt Nam là họ không có quảng cáo nhiều. Đấy, cái đợt trước ấy thì có cái bọn Villa Game, đấy, VNG ấy, là phát hành tại Việt Nam thì đợt đấy cũng chạy quảng cáo cũng nhiều. Và cái đợt đấy thì đúng là nó bùng nổ luôn, rất đông người xem, rất đông người chơi cái trò chơi này. Đấy, cái đợt đấy là cái view của mỗi cái clip của tôi thì tôi tính sơ sơ là nó cũng rơi vào tầm khoảng 30.000 view trên một clip. Đấy, nhưng mà những tưởng là cái trò chơi Auto Chat này nó sẽ trở thành một cái bộ môn eSports thay thế cho Dota, thay thế cho những cái bộ môn eSports MOBA hiện tại ở trên cái thị trường Việt Nam. Đấy, nhưng không. Trong cái quá trình mà Villa Game phát hành ở tại Việt Nam thì đã có quá nhiều những cái fault, có quá nhiều những cái mà họ làm chưa được tốt. Đấy, chính vì thế là lần lượt các cái streamer rời bỏ, không có làm cái bộ môn này nữa. Đấy, lần lượt là người ta bỏ hết sang là cái bộ môn đấu trường chân lý. Đấy, tôi lấy ví dụ điển hình như là ngày trước là có Zekven này. Sau đó là có Harry Kiên Nhẫn, là những cái đời đầu, những cái streamer đời đầu là họ bỏ hết. Đấy, cả Dukie, toàn là những streamer tiềm năng, có nhiều người hâm mộ thôi, nhưng người ta đã rời bỏ con game này. Chỉ vì là, đấy, cũng tại là nhà phát hành ở tại thị trường Việt Nam, Villa Game. Tôi nói thật luôn là tại nhà phát hành luôn, nó quá kém những cái khâu quản lý. Chính vì thế nên là khi mà người ta rời bỏ dần ấy, các KOL mà rời bỏ dần cái con game thì tự nhiên con game nó sẽ chết dần thôi. Chắc chắn là nó chết dần thôi. Đấy, thì cái việc sự việc nó chết dần thì đương nhiên khi mà nhà sản xuất, nhà phát hành cảm thấy là cái giá trị đem lại, đấy, cái việc đầu tư vào con game này nó không còn được nữa thì chắc chắn là họ sẽ bỏ. Họ sẽ rời bỏ và chính thức là Villa Game đã như là bỏ con game này tại thị trường Việt Nam, trả lại cho cái nhà phát hành tại Trung Quốc. Đấy, thì người ta ở Trung Quốc thì người ta cũng không có gọi là đầu tư quá nhiều vào cái thị trường của Việt Nam. Đấy, thì tự coi như là tự sinh tự diệt thôi. Anh em Việt Nam mới tự phát triển với nhau. Đấy, tự tổ chức giải, tự bỏ tiền ra tự tổ chức giải này. Rồi tự làm content, đấy, các YouTuber, các streamer thì cũng làm. Tự tổ chức ra các cái club, các cái nhóm, các cái clan riêng, tự phát triển. Chứ còn cũng không phụ thuộc vào bên Trung Quốc là nhiều. Kể cả cái trang fanpage của Villa Game mà nó trao cho Trung Quốc tiếp tục là quản lý phát triển thì thực ra cái group đấy là cũng chả ai vào nói chuyện. Đấy, chủ yếu là cái group của Việt Nam tự phát triển, tự coi như là trao đổi từ rất lâu rồi. Đấy, một cái group mà tôi nghĩ là nó cũng khá ít người. Nhưng mà dạo gần đây thì cũng có cái dấu hiệu rất đáng là vui mừng. Đấy là gần đây thì cũng có nhiều người là quan tâm đến cái trò này hơn. Đấy, có nhiều YouTuber, streamer là tham gia vào cái con đường là sáng tạo nội dung ở trên cái dựa vào cái trò này. Đấy, dựa vào cái nền tảng Auto Chat. Thì đấy là một cái niềm vui, một cái tin vui dành cho cái cộng đồng Auto Chat nói chung và tôi nói riêng. Một cái người mà quan tâm đến cái bộ môn này và cũng đang mong muốn cái bộ môn này phát triển. Có nhiều lý do để tôi mong muốn là nó phát triển. Cái thứ nhất là đương nhiên rồi, đấy là cái việc là cơm áo gạo tiền. Khi mà
nếu mà nó phát triển lên ý, thì là sẽ có nhiều người xem hơn. Và nếu mà nhiều người xem thì là tôi sẽ kiếm được thêm nhiều tiền. Đấy, đấy là cái đầu tiên. Về vấn đề về tài chính là chắc chắn là nếu mà có nhiều người xem là sẽ kiếm được nhiều tiền. Cái thứ hai ấy là bản thân tôi là ngoài việc kiếm tiền ra thì tôi cũng rất là đam mê bộ môn này. Nói thật với anh em là tôi rất là thích cái trò này. Trước khi mà Auto Chat ra đời ấy, là tôi cũng không làm YouTube. Đấy mà lúc đầu tôi cũng chỉ là gọi là làm YouTube cho vui thôi. Đấy, chơi chơi vui vui up lên. Thế xong rồi cũng có được nhiều anh em đón nhận. À, lúc đấy tôi mới xác định là tôi làm về cái bộ môn Auto Chat này và tôi gắn bó với cái YouTube. Đấy, đó là một cái quá trình khá là dài. Diễn ra trong vòng 3 năm. Trong cái khoảng thời gian 3 năm thì phải nói thật với anh em là nó cũng có khá nhiều thăng trầm trên cái con đường mà sáng tạo nội dung ở trên YouTube. Tham gia vào YouTube đấy là nó là một cái trải nghiệm mới của tôi. Vào trong YouTube ngày đầu tiên là nói chuyện nó cũng rất là bỡ ngỡ, rất là coi như là rụt rè. Sau đó dần dần là chúng ta quen với cái cách nói chuyện và cũng như là cái cách mà trình bày ở trên YouTube cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ. Thì là bây giờ nói chung là nó cũng quen rồi. Đấy thì nó cũng rất là ok. Và cái thời điểm hiện tại thì nói chung là cái thu nhập ở trên YouTube nó cũng đáp ứng được cho tôi. Đấy, chính vì thế là tôi vẫn tiếp tục gắn bó YouTube để sáng tạo ra những cái nội dung để phục vụ anh em. Đấy là một cái niềm vui trong công việc. Đấy, một cái niềm vui trong công việc. Và tôi cũng muốn là lan rộng, lan tỏa nó. Cái niềm vui ở trong cái công việc cho các anh em mà cũng có cái đam mê với cái bộ môn này, mà có ý định là phát triển nội dung Auto Chat ở trên YouTube, thì tôi cũng rất là lấy làm vui, rất là vui mừng và giúp đỡ anh em thôi. Ví dụ như anh em Trần Minh Nhật chẳng hạn, thì sắp tới là anh em Trần Minh Nhật cũng có ý định là phát triển cái bộ môn Auto Chat bằng những cái nội dung trên YouTube qua kênh Nhật Chat anh em nhé. Tôi sẽ để gắn cái link của cái kênh của anh em Trần Minh Nhật ở phía dưới phần mô tả cho anh em. Và anh em sẽ có thêm một kênh để xem về bộ môn Auto Chat. Và tôi hy vọng là anh em Trần Minh Nhật, anh em sẽ đầu tư vào một nội dung cho nó thật là hay để có thể thu hút được nhiều người xem. Tôi cũng chỉ giúp được đến cái mức độ là tôi giới thiệu kênh thôi. Bởi vì thực ra là cái kênh mới ấy, thì không ai biết. Nó rất khó để người ta biết được, người ta tiếp cận được trên YouTube. Tôi làm YouTube tôi biết những cái khó khăn của cái người làm YouTube từ đầu. Đấy. Thì bây giờ tôi cũng tiện là tôi kênh của tôi nó cũng đã phát triển rồi, được nhiều người biết đến rồi. Thì một cái lời nói giúp đỡ các anh em mới thì tôi luôn sẵn sàng nhá. Mà thậm chí tôi phải nói thật với anh em là anh em Trần Minh Nhật, anh em cũng không có nhờ tôi đâu. Không có nhờ đâu. Mà cái này tôi tự làm đấy. tôi yêu quý anh em Trần Minh Nhật thì tôi làm thôi. Đấy, đơn giản là như thế thôi. Thì nói chung là tôi cũng biết được cái khó khăn nên là tôi giúp đỡ anh em. Nó cũng không có gì cả. Đấy. Và anh em cũng không nhờ tôi. Anh em không nhờ, nhưng mà tôi cảm thấy là ok. Chúng ta có cộng đồng, chúng ta có nhiều người làm thì nó vui hơn. Có nhiều người vào cái trò này thì cộng đồng nó sẽ sôi nổi hơn. Đấy. Và tôi cũng có nhận thấy, tôi khi mà tôi vào trong trang của anh em Trần Minh Nhật, Nhật Chat ấy, là tôi cũng có nhận thấy là cái mức độ đầu tư về mặt edit biên tập là nó cũng rất là hay. Nội dung thì nói chung là còn phải xem quá trình thời gian. Đấy, còn về trình độ thì cũng là kinh queen hết thôi. Đấy, còn cũng thấy là sắp là sắm cái mic xịn rồi. Tôi cũng hỏi tôi là mua cái mic gì. Tôi cũng đã chia sẻ cho anh em cái mic mà tôi đang dùng để anh em có thể là truyền đạt được cái cảm xúc nó ok nhất ở trong những cái video clip. Nói chung là tôi thấy cái độ đầu tư của anh em Trần Minh Nhật thì cũng rất là ok đấy. Có thể nó sẽ là một cái kênh làm về bộ môn Auto Chat phổ biến ở trong tương lai. Đấy thì nó phụ thuộc vào anh em Trần Minh Nhật thôi, các cái nội dung anh em tự phát triển. Hai Glacier kẹp với cả Fallen Witcher, hai đỏ gánh được đến round 11 rồi anh em ạ. Bộ này bây giờ là phải có một chút biến chuyển, không là sẽ mất chuỗi đấy. Hay chơi God nhỉ? Chơi God không? Tôi là đang định chơi Exorcist Witcher. Đấy, trận này có thể chơi Exorcist Witcher nhưng mà nó lại ra God đây. Hay là God rồng mập nhỉ? God rồng mập cũng được. God rồng mập. Tôi là định chơi rồng kết hợp với cả Exorcist trước, sau đó thì chuyển sang Exorcist Witcher đấy anh em ạ. Và trận này xem nào. Được. Trận này God đỏ được. God đỏ được đấy. Để tôi xem, tôi tính xem là round sau là gặp cái thằng nào. Round 11. Úi ôi, gặp cái thằng đang có chuỗi à, Senfu à. Thằng ấy mạnh đấy. Thằng ấy là 3 con 2 sao của anh em ạ.
Có bộ Goblin Mech với cả con mèo kẹp hai con gấu. Ăn nổi không nhỉ? Cái đội hình này hơi khèo. Chết rồi. Thôi chuyển gót đây anh em ạ. Con Grand Herat lên được 2 sao này. Chuyển gót thôi. Đồ khéo quá anh em ơi. Bây giờ nhá, cho con này vào áp cấp, cho God of War. God of War vào thay con này. Ok. Đây, 3 Warrior, 2 đỏ, 2 God, 2 Glacier kết hợp với Fallen. Vãi đái thật. Ăn nổi không đây. Đội hình nó hơi bị chắp vá anh em ạ. Nó áp 7 rồi. Được không? Hay quá. Mẹ Grand Herat đã cướp được cái skill của con Tinker anh em ạ. Được quá nhờ. Úi dồi, úi dồi, may quá anh em ơi. Grand Herat gánh kèo. Mặc dù là trận đấu này là đội hình yếu hơn đấy, nhưng mà gánh được. Grand Herat gánh được. Ok. Úi, ra rồng này. Được đấy, thôi bán cái này đi. Fallen Witcher bây giờ không chơi. Chơi rồng anh em. Fallen Witcher giờ yếu rồi. Bán luôn Glacier đi. Chơi 3 rồng luôn. Rồi. Ghép thế nào để cho cái đội hình nó mạnh nhất có thể thôi anh em ạ. Con Fallen Witcher ấy, nó sẽ đóng vai trò là gây đam. Nhưng mà cái con đấy bây giờ nó mới 1 sao thì nó yếu lắm anh em ạ. Chúng ta bây giờ chúng ta chơi 3 rồng, đam mạnh hơn, đam to hơn. Đấy, có thêm khống chế. Ui, thằng này cũng mạnh này. Gặp liên tiếp hai thằng mạnh. Liên tiếp luôn. Ui, hay quá, con Grand Herat lại cướp được chiêu của con bọ cạp. Được quá nhờ. Ui rồi, mặc dù là tôi yếu hơn nhưng mà trời ơi, được quá anh em ơi. Ui rồi. Grand Herat hai ván gánh liền luôn. Quá được luôn anh em ạ, à. Ổn thế nhở. Trời. Chuối này tôi nghĩ là giữ được lâu đấy. Chứ chuối này giữ được lâu đấy anh em ạ, à. Tuyệt vời. Thế hiểu sao tôi để cái con cái Grand Herat ở cái vị trí này mà nó lại được thế nhở. Đứng giữa bản đồ luôn. Được quá luôn đấy. Rồi xem nào. Đồ này thì bây giờ vẫn chưa ghép được cái gì. Nếu mà xác định chơi God sồng mập thì đồ nó sẽ là cái gì? Cái giáp xoay, cái chén thánh, cái trượng hút máu, huyết trượng. Huyết trượng đầu tiên, huyết trượng này, giáp xoay. Huyết trượng, giáp xoay ưu tiên. Gậy hack. Nhưng những cái món đồ đấy thì chưa có bất cứ món đồ nào cả. Mới chỉ có duy nhất cái Blink thôi. Chơi cái bộ này thì nó cần nhiều đồ tăng. Đấy, chơi các cái đồ tăng chúng ta ghép vào thì nó sẽ rất khỏe. Được đấy nhờ. Vớ vẩn đấy, kéo dài cái chuỗi này đến round 16 này. Đây rồi. 4 đỏ. 4 đỏ. 4 đỏ sông mập, gót sông mập. Chơi luôn không? Mà chưa có cái con chưa có Grim. Là dòng mập có vẻ hơi thiếu đam nhở. Nếu mà chơi dòng mập luôn thì hơi thiếu đam đấy. Thôi, chơi con này. Cũng là một kiểu. Có Blink mà anh em, sợ gì đâu. Có Blink là hóa rồng nhanh lắm. Không cần phải là kẹp 3 rồng vào. Đấy, như này là chúng ta nhảy vào Blink là chúng ta hóa rồng luôn. Vớ phẩn ra này mất chuỗi này. Thằng này có vẻ to. Rồng đừng chết sớm nhá. Ui, thằng này to lắm. Thằng này to lắm anh em ạ. Ăn nổi không? Chết rồi. Ui, nhưng mà cái con Grand Herat nó lại cướp được cái skill gọi đệ. Nhưng mà không ăn được rồi. Trận này quá khó. Quá khó anh em ạ. Quá khó, quá khó, quá khó. Quá khó rồi. Tao này chắc mất chuỗi. Thầy khỏe quá. Khỏe quá anh em ạ. Thôi, thế thôi vậy. Mất chuỗi ở round 15. Cay nhở, tôi toàn thế này thôi anh ạ. Tôi toàn bị mất chuỗi ở round 14. Đùa, thật như thế luôn. Thôi rồi.
Đội hình thì nói chung là nó cũng chưa có co nên là cũng phải chịu đó. Chơi tạm con rồng Dragon Claw thì con này thì nó cũng chỉ là một cái con mà đánh tay thôi. Mà đồ thì không có thì đương nhiên rồi, nó cũng sẽ sớm muộn gì nó cũng sẽ mất chuỗi thôi anh em ạ. À mà vừa nãy cũng đang nói dở về cái vấn đề là cái bộ môn này này. Auto chat game này dạo gần đây cũng có nhiều người chơi hơn. Đấy là một cái niềm vui đấy của rất nhiều người, trong đó có tôi. Càng nhiều người chơi thì cũng sẽ có càng nhiều người làm về cái nội dung này. Đấy thì các anh em lại cũng có thêm những cái kênh để xem về cái bộ môn này. Đấy là một cái niềm vui chung của tất cả mọi người. Đấy và sẽ có anh em hỏi tôi là khi mà nhiều người làm về nội dung YouTube thì tôi có sợ là bị cạnh tranh không? Tôi có sợ là có đối thủ rồi thì nó sẽ ít người xem tôi không? Thì cái câu trả lời là không nha anh em nhá. Thực ra thì mỗi người có một cái chất riêng, không ai giống ai cả. Kể cả cái chơi trong game nó cũng có cái tư duy của mỗi người. Cùng một cái đội hình nhưng mà nó khác cái cách xây dựng, cái cách đặt vấn đề nó khác nhau, cái tư duy khác nhau, cái chiến thuật khác nhau, cái cách xây dựng đội hình rồi cái cách xếp đội hình nó cũng khác nhau luôn. Mỗi người có một cái hay riêng, mỗi người có một cái khả năng riêng và cái độ thông thạo của từng bộ nó khác nhau. Đấy, có những cái người thông thạo bộ này, có những cái người lại thông thạo bộ khác. Đấy, có những cái người lại coi như là thông thạo tất cả các bộ như là tôi. Nhưng mà mỗi người là đều là có những cái hay riêng của mỗi người. Đấy mà chúng ta phải công nhận là nếu mà xem được càng nhiều người thì chúng ta sẽ càng nâng cao được cái trình độ, sẽ học được những cái hay của từng người. Bởi vì là mỗi người có một cái sở trường riêng, có những cái hay riêng. Thì đấy, những cái hay của các cái ông streamer, các cái hay nhất của từng ông một, các anh em học được hết thì chắc chắn là các anh em sẽ đánh hay hơn tất cả những cái người đấy cộng lại. Anh em tin tôi đi nhá. Thế nên là tôi cũng chả có cái gì mà tôi phải gọi là sợ cái vấn đề là sẽ có là nhiều người làm về cái nội dung này và nó sẽ mang tính cạnh tranh. Không anh em ạ, thậm chí nhá là nhiều người làm về cái nội dung này thì nó còn bắp nhau, nó còn phát triển hơn cơ. Đấy, vì nhiều người làm về nội dung, tự nhiên cái thị trường này nó sôi động hơn. Đấy, nó có nhiều người chơi hơn, càng đông càng vui thôi, càng đông càng vui mà anh em. Thực ra thì anh em mà là fan của tôi thì anh em cũng biết là tôi cái này tôi rất là xuề xòa, tôi luôn ủng hộ các anh em làm về cái bộ môn này. Thậm chí là có nhiều những cái buổi stream, những cái video clip là tôi đã chia sẻ vấn đề làm YouTube. Anh em cũng nếu mà xem nhiều cũng biết đúng không? Về cái cách làm YouTube rồi cũng như là cái khó khăn của việc làm YouTube thì tôi cũng có chia sẻ hết. Thì tôi cũng luôn là mong muốn là có nhiều người làm bộ môn này. Và tôi cũng rất là giúp đỡ anh em thôi. Đấy. Nhưng mà có nhiều anh em ở trên kênh thì nói chung là cũng chưa hiểu tôi lắm. Thì cứ nghĩ là tôi thì ganh với cả những cái kênh khác hay là đối thủ, các cái đối thủ cạnh tranh. Tôi coi những cái người ở các cái kênh khác là đối thủ cạnh tranh thì không phải anh em ạ. Thực ra ấy là nếu mà ai mà người ta có cái nếu mà người ta mới làm, người ta thực ra tôi không biết là ai, nhưng mà nếu mà người ta mở lời với tôi ấy, người ta đến người ta một câu chào thôi ở trên kênh của tôi thôi, hoặc là một cái mở lời giúp đỡ thôi, thì tôi sẵn sàng là tôi giúp thôi, cũng không vấn đề gì hết. Đấy, nhưng mà có nhiều kênh người ta lại cứ một vài kênh mới, là tôi cũng biết dạo gần đây là có một vài kênh mới là họ hay có nhắc đến tôi ở trên kênh của họ, và thường là hay cà khịa đấy, thường là hay chê kênh của tôi, thì làm sao mà tôi có thể kết hợp hay là hợp tác với người ta được, đúng không anh em? Đấy nó là cái điều là nó chắc chắn rồi. Khi mà người ta phải có cái tâm lý là người ta muốn là hợp tác với mình cơ thì mình mới làm được. Thế còn người ta không muốn hợp tác mà người ta lại đang là dựa vào mình. Đấy là đang coi như là những cái buổi stream hay là những cái clip ra là hay nhắc đến tên mình, hay khịa mình vào, kéo mình vào trong những cái clip của họ. Thì thực ra tôi đánh giá cái người đấy không cao. Và ngay từ đầu thì họ đã tạo những cái ấn tượng không tốt về họ cho tôi. Thế nên là tôi cũng cảm thấy là tôi không muốn giúp đỡ. Đấy. Và tôi cũng nói thật với anh em là không phải là có những cái trận đấu mà mình gặp người ta ấy là không phải là mình săn đâu. Tôi thì tôi cũng săn siếc gì đâu. Tôi thì tôi trên cái con đường làm YouTube thì tôi chả có chơi với ai. Tôi phải nói thật với anh em. Đến cả ngày trước anh em biết là ở trong clan của tôi là cũng có rất nhiều anh em chơi cùng. À, đấy. Ví dụ như Long Sida chẳng hạn. Nhưng mà từ cái lúc mà người ta hay nói là cái việc là party cùng chơi với nhau ấy là nó là bắp bẩn ấy, là tôi cũng không chơi với ai cả. Mà từ cái thời điểm đó trở đi là tôi toàn là tôi chơi một mình thôi. Tôi làm content, tôi làm clip tôi cũng chơi một mình, chứ tôi không có chơi với bất cứ ai. Đấy. Thế mà nhiều khi là tôi thì tôi cũng chơi, tôi cứ ấn vào chơi thôi. Và nhiều khi vô tình lại vào phải cái kênh của người ta ấy. Thế mà người ta cứ lôi tôi vào thôi. Đấy, cứ nhắc cho tôi. Thế xong rồi lấy tôi vào, lôi tôi vào để cà khịa, để chê. Mà người ta đâu có biết,
là cái kênh người ta đang xem ấy lại chủ yếu là fan ở trên kênh tôi. Đấy, thế là tôi cũng biết cái điều đấy. Mà tôi cũng chả hiểu sao lại có thể chê được tôi khi mà trình độ không bằng tôi. Tôi phải nói thật, nếu mà anh em vào anh em xem cái win rate của tôi là anh em biết là so sánh nhẹ nhàng thôi. Cái win rate tôi không cần phải biết là so sánh đến cái mức độ đánh đa dạng nhá, đa dạng đội hình, đánh đội gì, đội hình nào cũng chơi được. Đấy, tôi chỉ cần là so sánh vào cái độ win rate của ạc thôi. Tôi thực ra tôi chơi rất ít. Còn nếu nói thật, nếu mà tôi chơi mà tôi cày rank ấy, tôi có thời gian mà tôi cày top server ấy, thì top 1, top 2 quá dễ rồi với tôi. Tôi phải nói thật, cách đây 2 mùa tôi đã từng cày lên top 7 rồi. Vẫn còn cái ảnh ở trong group, vẫn còn cái ảnh ở trên cộng đồng ấy. Anh em tua cộng đồng em kéo lên cũng thấy. Đấy, nhưng mà tôi cày lên tôi cũng thấy nó cũng chả để làm gì. Bởi vì thực ra trình độ của mình cũng nhiều người công nhận rồi. Đấy, nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao mà cái kênh đấy nó cứ phải bám vào tôi, xong rồi chê để kiếm view. Thực ra đấy là một cái kiểu làm content bẩn. Bởi vì làm sao, đấy chính là cái giải thích tại làm sao mà tôi không muốn hợp tác với những cái người như thế anh em ạ. Đồ trận này lởm quá anh em ạ. Hai cái áo mưa, hai cái viên ngọc, xong rồi cho cái dao ạ. Không ghép được cái gì luôn. Sợ thật sự. Chọn sai liền văn minh rồi anh em ơi. Trận này ấy, là phải chơi là đánh tay. Đánh tay hoặc là chơi cũng chỉ chơi đánh tay thôi, chả chơi được cái gì. Trận này là chơi nếu mà chuẩn là chơi cái bộ 6 Glacio ấy, kết hợp với súng cũng ok. Hoặc là chơi cái bộ Assassin 9 Assassin Fake kết hợp với súng. Bài này đồ rất ngon nếu mà chơi cái bộ đấy. Mà chưa rồi tôi chọn sai lên văn minh rồi anh em ạ. Tôi lại còn dừng lại ở 7 Tron như này thì có toi không nhỉ? Nhưng mà thực ra thì bây giờ máu vẫn ngon, máu vẫn nhiều anh em ạ. Đủ ở chơi. Tầm này máu nhiều là chơi được. Mỗi round mất tí máu thôi mà. Nói chung là không thể mất được nhiều máu đâu. Thoải mái anh em ạ. Để rồi, còn một con nữa thôi. Con nữa thôi, luôn luôn nha anh em nhá, round này luôn đi. Đấy rồi, ui giời, hay quá. Round 23. Dừng lại ở 7 mà round 23 mới lên được 3 sao thì nó cũng quá muộn. Quá chậm anh em ạ. Tôi nghĩ là nó phải sớm hơn ý. Chỉ khoảng round 19 thôi, nhưng mà tôi không ngờ nó đến tận round 23 nó mới lên được 3 sao. Quá đen. Đấy, bây giờ cái thằng mech đó nó to như thế này rồi này anh em này. May là tôi chơi cái bộ này nó không sợ mech. Chứ còn mech này mà gặp những cái thằng khác thì chắc là nó cũng một đống công nghệ mech ấy. May nhá, nó gặp tôi cắt chuỗi của nó. Được. Hay quá. Cái bộ này đâu có sợ bộ Goblin mech đâu. Đây rồi. Up cấp 4 đỏ, 4 gót ở level 8. Ui vãi đái, bây giờ mới để ý. Trận này tốc độ trận đấu đẩy nhanh thế nhở. Đã có như là 4 thằng là bay màu rồi kìa. Vãi đái thật, round 24 4 thằng bay màu ạ. Sợ thật sự ấy. Tôi nghĩ là tôi sẽ ghép cái này luôn. Đồ chán không này anh em này. Đồ toàn ngọc luôn, toàn ngọc với dao với cả áo mưa ạ. Thề. Ôi, nhìn thế này mà bảo sao mà nó lại đẩy nhanh. Ôi nhìn. Nhưng mà tôi cũng mạnh anh em ơi, tôi mạnh rồi. Tôi mạnh rồi, mặc dù là cung đen 3 sao đấy, nhưng mà tôi mạnh rồi anh em ơi. Tôi bây giờ con rồng mập này tôi lên 3 sao thì nó cũng thế giới luôn. Bây giờ nói chung ấy là cái tầm này là tôi ăn được hết anh em ạ. Không ngại bố con thằng nào. Trận này tốc độ đẩy nhanh là bởi vì cái thằng Goblin nó quá xanh. Đấy chính là cái lý do làm sao mà nó đẩy nhanh đấy anh em ạ. Thằng Goblin nó quá xanh, nó slow bone. Thế là nó giết được mấy cái thằng yếu phía dưới, nó có công nghệ mech thì nó càng xanh. Nhưng mà tôi lại thấy tôi chọn đúng liền văn minh này. Cái bộ này thì lại không sợ bộ Goblin xanh anh em ạ. Goblin nó có chấp cả Kalong 3 thì bộ này nó không sợ đâu. Con này nó đâu có sợ con Kalong. Con này không sợ con Kalong anh em nhá. Tí nữa xin cái giáp xoay thôi. Một cái chén thánh, một cái giáp xoay thì chấp cả lo con Kalong luôn. Anh em cứ yên tâm. Bộ này hoàn toàn là có thể chơi được. Bộ này sợ nhất là bộ gì nhỉ? Bộ này sợ nhất là bộ beat. Tôi nghĩ là chỉ sợ những bộ beat thôi. Đây lấy huyết trượng nó. Chán nhở, đổ chán thật đấy. Không lấy được cái gì luôn.
ghép được đúng 3 món đồ tím. Cay thật. Đồ là phải cải thiện đấy nhá, chứ còn đồ như này thì không ăn được goblin đâu. Goblin xanh thì đồ này không ăn được. Đồ nó phải có giáp xoay, phải có những cái đồ tăng anh em ạ. Tôi ghép cái găng tay Kira, thực ra nó cũng chỉ là vì nó thừa đồ thôi, tôi ghép cái đấy thôi, chứ thực ra cái bộ này thì cũng không ghép cái đấy làm gì. Nhưng mà thôi là rồi, tăng cái sức hút máu của nó thì cũng nói chung là cũng được. Combo đẹp là hồi máu nó cũng nhanh. Bây giờ còn bốn thằng goblin nó gặp mấy cái nhà kia nó ăn thì nó cũng có công nghệ mất. Gặp nhà mết thì goblin có ăn được không? Thằng này nó chơi mết cái kiểu gì mà nó kẹp thêm hai con glacier vào nhỉ? Chơi rất lạ luôn. Thế thôi nhưng mà nó cũng clear kinh phết đấy. Cảm giác clear cũng ghê phết đấy nhở. Đây rồi. Trứng này đập cho con nào? Để dành cho con Battleman thôi. Battleman hoặc là cho Khan thôi. Bây giờ lên 9 thôi, khi mà lên 10 luôn đi anh em ạ. Lên 9 hay lên 10 đây? Lên 9 4 đỏ đó. À 6 đỏ. Lên 9 được 6 đỏ nhưng máu còn nhiều. Máu còn nhiều này có khi kẹp 4 Saman vào khi ngon hơn ý. Nhờ. Hay là đốt máu thì bây giờ up dần lên 10. Up dần lên 10, đốt máu up dần lên 10 luôn. Bây giờ round 27 tôi vẫn đang ở level 8 rồi. Tôi nghĩ là bộ này bây giờ chơi ở 10 luôn có khi ngon. Chứ còn nếu mà bây giờ 6 đỏ thì thực ra cũng chưa chắc nó mạnh bằng 4 gót đâu. 6 đỏ nhưng mà chỉ có 2 gót thôi, còn 4 đỏ thì nó lại có 4 gót. Cái thằng top 4 nó chơi cái đội hình lạ nhỉ. Chơi 3 phe giờ kết hợp với cả 3 cung. 3 phe giờ 3 cung với 4 exit. Mà giữ máu kinh này cơ à. Ghê gớm phết nhỉ. Mà thằng đấy gặp goblin thì chắc nó đẩy cho cả sải chứ làm gì mà chuyện giữ máu thế được. Tôi bây giờ là cái thằng duy nhất là không sợ goblin thôi. Thằng mết thì chắc là cũng không sợ goblin đâu. Thằng mết thì tôi nghĩ là cũng đánh được đấy. Thằng mết nó khỏe. Mết full 2 sao thì vẫn chơi được. Rồi. Áp dần lên thôi anh em ơi. Cái giai đoạn này thì tôi nghĩ là mất máu thì nó cũng chả mất nhiều. Đấy, cứ bao giờ đủ lên level 10 thì lên 10 thôi. Cho 4 gót 6 đỏ vào. Bộ này thì cứ để máu tụt xuống một chút thì nó khỏe hơn. Đánh nó không khác gì cái bộ người nước kết hợp với 6 đỏ đâu anh em ạ. 6 đỏ này là nó cứ phải tụt xuống dưới 15 máu. 15 máu trở xuống thì rất là ok. Còn cái tầm 77 máu này thì nó cũng chả khác gì là 4 đỏ đâu anh em ạ. 6 đỏ không khác gì 4 đỏ cả anh em nhé. Nên là thôi tôi cứ từ từ đó. Cứ để tụt xuống đi. Cái giai đoạn này tụt cũng được. Gặp cái thằng mết. Mết thì cái con gấu mết này nó mới 1 sao anh em ạ, chả sợ. Gấu mết 1 sao thì làm gì có cửa ăn. Không bao giờ có cửa ăn hết. Hay quá. Có chuỗi luôn này anh em này. Rồi áp dần thôi, áp dần thôi anh em ạ. Từ từ bình tĩnh. Không gì phải vội cả. Trời, con Lava Saman vào là chúng ta có thêm bộ Saman nữa. Tầm này chắc mạnh nhất rồi anh em ạ. Bởi vì thực ra cái bộ này này, nó chỉ cần cái con rồng mập nó lên được 3 sao thôi là nó kéo đến late game luôn. Đó là chính là đến kéo đến cái giai đoạn solo rồi đấy. Đánh đến cái giai đoạn này đến phải đến 80% là vô địch rồi anh em ạ. Co lên được 3 sao bây giờ chỉ cần dựa vào đồ thôi. Đồ ngon phát ra, ví dụ mấy cái thằng kia nó chết xong nó ra những cái món đồ ngon nghẻ của tôi phát là vô địch ngay. Đấy, vứt sang một cái giáp thôi. Đấy, bây giờ chỉ cần vứt sang một cái giáp thôi là thành là có một cái giáp xoay luôn ở round 30. Đấy, mà có giáp xoay thì là ăn được. Này đủ 6 exit chưa? Vẫn chưa đủ 6 exit à? Ui nhưng mà nó khỏe thế này. Ui không được khinh địch rồi anh em ơi. Con cung đen 3 sao nó cũng là thế lực đấy. Con cung đen 3 sao nó cũng là thế lực đấy anh em ơi. Không coi thường được đâu. Thì chết tôi rồi. Nó mà nó đủ bộ 6 exit 6 hunter thì lúc đấy là cũng là đáng sợ đấy. Không đơn giản anh em ạ. Không đơn giản đâu. Mẹ. Đi không ra con đỏ nào luôn ạ. Anh em thấy cay không? Tôi bây giờ tôi vẫn là 5 con đỏ. Trời ơi, Skull Hunter đâu rồi?
Heo đâu rồi? Skull Hunter đâu? Bad Omen đâu? Sao chưa ra đi? Khổ thế chứ lại. Thật sự là như thế luôn. Round 30 rồi, chưa ra một con Skull Hunter nào, chưa ra một con heo nào anh em ạ. Chưa ra một con Bad Omen nào luôn. Up lên 9. Trời, hay phải up lên 10 luôn thì nó mới ra đây. Hơi đen đấy nhá. Thực ra thì cũng không lên kêu là một trận này đen. Trận này nó cũng không đen lắm, nhưng mà nó cũng chả đỏ. Đấy, vấn đề là đây là nó đổ, nó có. Thì đây nó đúng là đen. Ui, đây là heo đây rồi. Nhưng mà chưa lên 10 đâu. Ách nó sắp lên 3 rồi anh em ạ. Roll đã. Kiếm ách 3 đã anh em ạ. Ui dùi, đây rồi. Hay quá. Từ từ nhá. Từ từ. Từ từ, từ từ. 6 đỏ này. Bỏ một con ra. Đây. 6 đỏ. Ok. 6 đỏ, 2 gót đã. Tôi roll tiếp anh em ạ. Tôi sẽ roll nốt cái con Lava Shaman và con Swordman lên 3 sao luôn. Chứ cái bọn này lên 10 thì nó không lên được đâu. Đùa chứ. Phải lấy cái quả trứng cho cái con này. Cay thật. Nó có đồ anh em ạ. Phải ghép cái quả trứng. Bây giờ chả nhẽ lại không ghép cái món đồ cái round này thì nó buồn cười lắm anh em ơi. Tôi lại phải ghép thôi. Quả trứng này nó giảm sát thương, mặc dù nó cũng chả có cái tác dụng gì cho cái con rồng này cả. Thay vào quả trứng là nó là một cái chén thánh thì đó lại là cái câu chuyện khác. Nhưng mà thôi, nó cũng giảm được 50% sát thương đấy anh em. Thì thôi thì cũng được. Ui anh em nhìn này, con rồng của tôi là solo. Goblin nói chung là không ăn được cái bộ này đâu. Goblin sợ nhất là cái bộ gót rồng mập này mà. Bây giờ nó ra cái con Lancer thì may ra là mới ăn được. Ra Lancer 2 sao. Dồn đồ cho Lancer. Đây Lancer này. Một con nữa, một con Swordman nữa. Đây rồi. Một con nữa thôi, một con nữa thôi. Một con nữa thôi nhỉ, bán ngoài đi. Nếu cần. Ok. Từ từ đã anh em, tôi xác định tôi chưa lên 10 nên là tôi roll nốt. Roll nốt 3 sao rồi, chúng ta lên 10 chúng ta roll khan, chúng ta roll rớt nha anh em nhá. Roll rớt, roll khan. Gót ở vua đằng nào cũng không chơi anh em ạ. Bán luôn. Giữ ở 9 thôi, roll tiếp. Ui thằng này đủ exit chưa vậy? Trông căng thế nhở. Ui nó đủ 6 exit rồi anh em ơi. Cùng đen nó bắn khỏe quá anh em ạ. Ui may quá, tự nhiên lại swap ra thế là lé được. Ui may thế. Hay quá. Ui nhưng mà nó vẫn ăn này. Ui nó lại không ăn. Vẫn hay thật. May có quả đấy, cái con ảo ảnh ấy nó swap cái con rồng của tôi ra thế là tôi lại thắng. Ảo thật sự luôn. Nếu mà quả đấy không swap thì lại không thắng ở đâu. Đây rồi, heo này. Rồi roll lốt nha anh em nhá. Kiếm lốt cái con Swordman đã. Đằng nào nó cũng sắp lên được 3 sao rồi anh em ạ. Bây giờ up 10 không ra ở đâu. Chúng ta kiếm lốt đi. Trong lúc đấy là kiếm con heo 2 sao luôn. Đấy, kiếm con hai heo 2 sao luôn cho vào. Tuyệt vời. Bộ này bây giờ là tôi nghĩ là lên kẹp khan thôi, lên 10 ra khan thì lên 10 thôi là ok. Và nếu mà không ra khan thì thôi. Không ra rớt thì thôi cứ ở level 9 và roll 3 sao. Là được rồi. Vãi đái, thằng này lui cái con gấu đù lên 3 sao ạ. Vãi đái thật. Thế đi rồi bạn ơi. Ảo thật sự luôn đấy. Gấu đù định là lui gấu đù kết hợp với cả ngộ không với cả gấu cụ à. Nhưng mà làm gì đủ 4 gấu đâu. Ủa đây có trứng rồi. Đập luôn cho Swordman không? Không, quả trứng này để đập cho khan chứ. Không nhá. Đây rồi, ui rồi ơi, tôi đang định đập quả trứng cho con Swordman thì nó lại ra Swordman 3 sao luôn. Ảo sự. Thôi rồi, thế bây giờ chuẩn bị lên 10 đó. Bây giờ là kiếm một con gót lửa cho vào. 4 diability kết hợp với cả 6 đỏ level 10. Tầm này thì nói chung là Goblin lại thấy là lại sắp xuống hố kìa anh em cả. Goblin nó thua cả hai luôn. Nó thua cả thằng Exit luôn. Nó thua cả tôi. Ảo rồi đấy, Goblin Calum 2 sao vẫn thua được cái nào nhỉ? 6 Exit. Nhưng mà thằng kia có vẻ là hơi đen. Tại sao lại 6 Exit lại phải kích hoạt bằng Wizard đấy kia nhỉ?
Có vẻ hơi đen nhưng mà không đu ra đủ 6 Negasit. Yên tâm. Ơ đừng bảo thua nhá. Thua làm sao? Toàn 3 sao này, thua làm sao được? Toàn 3 sao cơ mà. Ui giời, được không bạn ơi? Càng ấy. Ra 35 rồi. Rồi, áp dần lên 10 thôi anh em ơi. Quả sau lên 10 phát là kiếm khan luôn. Bây giờ cái mà tôi cần ấy, nó là đồ. Bây giờ tôi rất cần là một cái giáp anh em ạ. Một cái giáp xoay để chắc chắn là nó vô địch. Cái giáp xoay này chính ra nhá là nó ngoài việc counter có cái con ca lông ở trong cái bộ Goblin ấy. Ở trong cái trận đấu này là con counter được cái bọn Exit cơ. Cái giáp xoay là khi mà nó xoay vào những cái con Exit là nó sẽ, nếu mà nó chết bằng cái giáp xoay ấy, cái nhát xoay cuối cùng của nó mà giết chết được con Exit thì là cái con Exit để nó chết luôn, nó không được bất tử đâu anh em ạ. 6 Exit mà gặp nó chắc chắn là chết luôn. Ui vãi đái, cái thằng Exit súng 3 sao. Ủa, súng 3 sao, rồng 3 sao, cung đen 3 sao. Vãi cháy. Càng đấy. Ôi chán nhờ, đồ chán thế nhờ. Đây nó ghép được cái bờ linh thôi. Bờ linh giáp phản thôi. Momo. Ui, có người donate cho tôi con Momo, anh em đợi chút nhá. Tôi check cái điện thoại cái đã. Ai nhỉ? Ai donate cái giờ này nhỉ? Đây rồi. Cảm ơn anh em Vũ Đức Long nhá. Cảm ơn anh em đã donate cho tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Kỳ hòa quá, anh em yêu quý. Mặc dù là không giờ chim nhưng mà lâu lâu cũng có anh em cũng donate ủng hộ kênh. Rất là cảm ơn các anh em. Tôi là tí nữa tôi ở ra tôi cảm ơn anh em Vũ Đức Long sau, tôi nhắn tin sau. Bây giờ đang chơi dở anh em ạ, chưa có thời gian để relive. Ui ba tia này. Đồ trận này đúng đồ đánh tay luôn ấy, toàn đồ đánh tay thôi anh em ạ. Ôi ghép phải cướp điên luôn. Combo vẩy mực, Blink vẩy mực. Đấy, thôi đồ đánh tay dồn cho con mực vậy. Chả biết làm nào. Tôi nghĩ là bây giờ vẫn chưa lên 10, lên 10. Nói chung là cứ từ từ, máu vẫn còn nhiều. Việc gì mà phải lên 10 sớm đâu. Bây giờ chúng ta có 3 con 3 sao, 4 con 3 sao ở trong đội hình. Đánh ở level 9 vẫn ăn được bọn nó mà. Chấp cả là Goblin luôn. Sáu Exit, cung đen 3, súng 3. 6 Exit, 6 Hunter ở level 10. Tức là nó vẫn đang ở level 9, tôi vẫn ăn được. Nói chung là cũng không có gì lo lắng. Ô, bây giờ mới để ý này. Mấy cái con đệ nó cũng được hồi sinh này anh em này. Nó cũng được bất tử này. Ui, vãi đái thật. Bây giờ mới biết đấy. Chả bao giờ kẹp cái con cây này vào trong cái bộ Exit. Tự nhiên lại kẹp vào thấy mấy con đệ nó cũng hồi sinh rồi ạ. Nó có 4 giây bất tử. Ảo rồi. Như này ngon hơn không? Kẹp thêm được con Doom. Đánh với cả Goblin. Ờ, Blink xong rồi Doom. Toàn bộ đội hình của địch. Goblin thì nó sẽ không bắn được trưởng. Cũng được đấy chứ. Anh em nhỉ? Chơi con Doom này cho vào còn kết hợp được với cả 3 Warrior nữa. Kích hoạt 3 Warrior. Cho cái hàng Warrior là trâu chó hơn. Đấy, cộng thêm 8 giáp chứ đâu có ít gì đâu. Bằng là mỗi đứa là có vứt thêm được một cái giáp cho mỗi con rồi đấy. Goblin cũng to đấy nhưng mà nếu làm gì được luôn. Nói thật với anh em là Goblin này nhá, full 3 sao thì cũng thế thôi. Máy bay kể cả có 3 sao làm gì có cái cửa đánh với cái con rồng mập này đâu. Rồng mập cũng tốt khỏe lắm. Chưa kể là lên 3 sao thì lại càng dễ bị Doom thôi anh em ạ. Càng dễ bị Doom thôi. Mà thậm chí cái thằng Goblin này nó còn đang thua cả cái thằng Exit cơ. Thằng Exit cũng cháy lắm. Anh em nhìn thấy tôi, thằng Exit nó to lắm ấy, không bé đâu. Ủa đấy, Doom này. Doom 2 này, chơi không? Ra Kalong à? Thôi Kalong không chơi. Kalong trận này nói chung là đánh với cái bọn Goblin nó cũng không có nhiều tác dụng lắm anh em ạ. Không nhiều tác dụng lắm đâu. Kalong thôi, cho nghỉ hưu luôn. Đánh với Exit cũng chả cần Kalong. Đánh Exit thì có thể là chuyển sang Saman chơi.
Saman là ăn được Exit thôi, chắc chắn là ăn được. 6 Exit, 6 Hunter chưa? Chưa. Vẫn chưa anh em ạ, phải lên được 10 mới đánh được bộ đấy cơ. Vẫn chỉ 6 Exit, 3 Hunter thôi. Nhưng mà cái con cung đen nó bắn cháy quá nhờ. Ui, ui, ui. Ui, khỏe đấy. Nó chưa có 6 Hunter mà nó bắn 3 phát là con rồng nó chết. Căn bản là không có cái giáp đấy anh em. Tôi không có cái giáp ấy. Tôi mà có cái giáp nó khác. Cái giáp xoay ấy, nó khác rồi. Tôi không có giáp. Tuy nhiên là tôi có cái quả trứng này giảm 50% mà sao vẫn khéo ấy nhỉ. Trứng giảm 50% đam nhận vào mà sao vẫn đuối vậy. Cảm giác con cung đen nó bắn nó 3 phát chết. Sợ thật sự. Đam to thật đấy. Exit thì sợ nhất là con Squire. Bộ này không kẹp ở level 10, không kẹp con ca lông anh em ạ. Kẹp Squire vào lốc lên. Kẹp tí nữa kẹp ra Squire thì kẹp vào lốc lên thôi. Ok. Trượng thần bí. Ui đây rồi anh em ơi, có đồ rồi. Mẹ. Ô không phải, không phải cái này, trượng phép cơ. Trời ạ, thế vẫn là chưa có đồ. Đồ này đéo dùng được, đồ chán đấy nhở. Ui rồi anh em nhìn này, đồ chán chưa này. Cầm đánh hai thôi. Chán thật sự đấy. Thế bây giờ lấy cái đồ thì, chắc là bây giờ có đồ cho Doom vào nhỉ, thay cho con God nhỉ. Ok. Nói chung là cái cửa Goblin thì không ăn được, còn cái bọn Exit thì khả năng là vẫn thua. Goblin này chắc chắn không ăn được rồi. Nhìn là biết bây giờ nó toàn thua mà, nó có thắng được cái trận nào đâu. Anh em thấy không? Nó thua suốt mà. Kể cả là có Kira bị Doom rồi, anh em thấy không? Bị Doom mà. Gắn Doom vào là chắc chắn là nó chết. Gắn Doom vào là chắc chắn chết. Nó chỉ Doom những cái con 5 đô 2 sao thôi. Đấy, có Saman này tôi tế hàng ngày lấy được này. Tí nữa đánh với Exit là phải chuyển sang Saman anh em nhé. Cái con này có lên không? Không, không, không. Bây giờ ấy là kiếm con Saman 2 sao. Đây rồi, Khan đây rồi, hay quá. Khan. Ok, đây. Đó, như này là chuẩn này anh em này. Rồi, đội hình chuẩn rồi đấy. 4 Saman, 6 đỏ. Kẹp cọc. Thằng này thì quá đơn giản. Vừa bỏ con Doom nhưng mà có tôi ra cái con Doom 3 biến được bộ Saman. Ui. Căng đấy. Ui sao khỏe đấy. Tự nhiên khỏe đấy bạn ơi. Ua. Vẫn thua rồi, hai máu chết rồi, chết chắc rồi. Ui rồi bên kia tôi kẹp Saman cái nó đi luôn kìa. Ui giời ơi. Cũng lên được 16, 6 Exit, 6 Hunter đấy. Lên được 10 đấy nhưng mà vẫn đi. Bởi vì là cái bộ Saman nó counter vào cái bộ đấy. 6 đỏ, 4 Saman. Khỏe lắm anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu anh em thích xem tôi chơi bộ God đỏ thì anh em có thể chọn hai video clip cuối video anh em nhá. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.